xe góc vuông của hãng Tôn Sen ha. Thì đây nó có 3 loại ha. Đây là loại rẻ nhất của Tôn Sen. Thì cái loại này nó có chiều dài là 250. Cái này bằng nhôm, nhôm loại thường thôi. Nên nó cảm thấy nó nhẹ lắm ha. Cảm thấy nó nhẹ lắm. Thì thằng này nó có giá là 50 ngàn ha. 50 ngàn. 250 mm. Ha. Cái loại kế tiếp á, là cái loại này là bằng nhôm, loại nhôm xịn hơn nè, còn này là bằng thép, này là bằng thép, còn cái chân này là bằng nhôm rất là đặc hết nè, cầm rất là chắc, các chỉ ke nào nè, các chỉ nghe làm rất là đẹp, nó mịn hơn loại nãy, thì chất liệu nó là bằng thép, mình xem rất là đẹp ha. Thì cái này cái chiều dài này thì thông số nó là 250 ha. Cái ke này là 250 ha. Chiều cao là 250 đó. Cái loại cái này có giá là này có giá là 100 ngàn cây nha mọi người. 100 ngàn một cây. Và cái tiếp là cái loại này cũng hãng Tôn Sen luôn ha. Cái liệu bằng thép, tất cả là nó giống loại này thôi, nó giống loại này nhưng mà chiều dài nó dài hơn. Thì này nó chiều dài là tới 300 rồi. Giờ là 300, giá là 120 ngàn cây nha mọi người. Đó. Đây là cây gốc chuông. Thử độ chính xác của nó. Rất là thích ha. Chuẩn ha mọi người ha. Đó. Dạ. Chuẩn đó. Ha. Hàng này hàng xịn nên rất là chuẩn, hàng hàng thiết kế là công nghiệp đó. Còn cái loại này thì tôi nghĩ rất nó cũng vừa phải thôi, thử loại này cái này cái này nó cũng chuẩn rồi ha. Nặng hết ok chuẩn rồi. Mọi người có nhu cầu liên hệ thì mua hàng thì em đưa số điện thoại bên trên ha. Rồi cảm ơn mọi người.